Thôi coi vlog thằng đẹp đi anh em ơi. Be humble. Sit down. À, mình xem vlog của mấy nhà giàu xem như thế nào để mình học hỏi, mình giàu giống mấy anh đó anh em ạ. Mà tôi là cũng từng mang tiếng là đi Mỹ nhưng mà tôi chưa bước chân ra khỏi cái bang Cali là bao giờ. À không, quanh quanh đó thì có đi, như chẳng hạn như là Washington, Arizona, đấy, chẳng hạn như vậy. Chứ tôi không đi New York, Iowa chẳng nào ấy. Dịp mà mình đi Mỹ đéo có quà lầu gì hết, dịp mà mình đã vậy cùng Skype với laptop đi chứ. Chẳng hạn như là mua cho anh Ben cục sô cô la chẳng hạn, của ít nó lòng nhiều ấy, nước Mỹ mà nước Mỹ mà mình nhiều thứ để mua vãi lầu, chả thấy là mà thằng em mua giùm cái lầu gì. Hoặc là thấy cái gì mới mới thì mà mình nhắn tin cho anh Ben ơi có mua không em đem về hộ cho. Đi mi ơi. Hello, xin chào mọi người. Lúc nhờ vả thì anh em điệp mà lúc qua tới nơi thì điệp mà anh em đầu biểu điệp mà cút luôn. Hiện tại là 9 giờ tối ngày mùng 10 thì hiện tại mình đã chuẩn bị xong hết đồ đạc, chuẩn bị ra sân bay Nội Bài để bay chuyến đầu tiên là qua Nhật. Mình sẽ transit ở Nhật tầm khoảng 3 tiếng. Ủa, lần tôi đi Mỹ là tôi bay chuyển cảnh qua Đài Loan, xong rồi từ Đài Loan tôi mới đi máy bay to qua Mỹ. Này qua Nhật à? Chắc qua Nhật ở 3 ngày 3 đêm phát nữa mới đi Mỹ. Sau đó mình bay qua Chicago và từ Chicago mình transit ở đấy một chặng nữa rồi mình mới đến địa điểm cuối của mình là Iowa, nơi mà mình đã học tập và sinh sống suốt 4 năm đại học của mình. Tưởng nơi mình sinh ra chứ. Hello mẹ. Đây là mẹ yêu của mình. Mẹ chào các bạn mẹ. Hello Mr. Bố. Thank you bố. Giờ thì cũng khá là muộn rồi. Ra sân bay thôi. Mẹ, thế con đi 3 tuần này mẹ có nhớ con không? Lượt đi cho nước nó trong. Thế còn bố sao? Đi luôn 3 năm được. Thế thôi đi vậy. Ôi giời ơi, kêu. Đẹp. À, cái trò này là hôm bữa nó học của Ấn Độ rồi. Hôm bữa nó đi đâu nhờ? Đi Phú Quốc. Ừ. Nó có nói với tôi, ôi Ấn Độ có kiểu quay này mới em phải học mới được đẹp. Mà mình thấy là bắt chút luôn. Mình vừa lên máy bay. Đấy chắc là lần đầu tiên trong cuộc đời mình được bay thoải mái như này. Nhưng mà đây mới là chặng đầu tiên thôi. À nhưng mà nó học chưa tới nên mà thiếu cái khúc đóng cớp lại đúng không? Mình ngồi đây là ghế đẹp mà đại gia mà ngồi ghế mà như thế này là không rồi. Mình phải ngồi ghế hạng thương gia chứ. Như là premium economy của Japan Airlines. Trước đây thì premium mình chỉ bay không? Được hạng thưởng của Japan thôi. Nhưng mà mình chưa bao giờ bay premium economy cả. Thì lần đầu tiên có được một cái trải nghiệm mà kiểu bay. Người ta đóng nhẹ thôi, đụng mấy ông dập giống như mà dập mấy bà nữ thế làm sao mà không đổ được. Ê, tao biết mày qua Mỹ làm gì hả Đếp? Đi rộng rãi và kiểu thoải mái này. Đéo phải đi du lịch đâu. Mày qua mày thăm tao nghe đồn là mày qua mày thăm bạn nữ gì người Colombia đúng không? Điệp mà vòng 3, điệp mà 102 màu phát. Giờ là 7 giờ sáng, tôi vừa xuống sân bay đó. Narita ở Nhật. Lại thế. Nhiệt độ ở Nhật vào khoảng thời gian này rơi vào khoảng tầm
7 độ C. Chung là ở Hà Nội còn đang nóng chứ sang đây lạnh dã man rồi các ông ạ. Không biết sang Mỹ nó còn lạnh như nào nữa. Mấy giờ bay đi chiều rồi? 1:30 là boarding, 2 giờ chiều là bay không ạ? Ừ, từ 6 giờ mới bay. Ui dồi, 6 giờ là 6 giờ tối ạ? 6 giờ chiều ấy ạ? 6 giờ chiều, chờ 12 tiếng. Ui dồi ôi. Cái gì? Nằm ở sân bay 12 tiếng á? Thì ôi mai quá, hôm bữa tôi qua Mỹ rồi nằm ở sân bay có 2 tiếng anh em ạ. Thế còn mệt hơn cả cháu ạ. Cháu có phải chờ có 7 tiếng không? Mà hình như là đi Mỹ không có chuyến nào sớm hơn hay sao ông ạ? Dạ. Chuyến bay của ông là cái gì ạ? AA060 ạ? AA060. À đây 8 giờ. Hả? À nó ghi là code share. Nó chưa có cổng, đây. Nó chưa có cổng. À. Vâng, chắc là đến tầm đấy là có. Cũng lên đấy chờ luôn. Chắc là cũng ở tầm đấy. Tạm chia tay nhá. Vâng, hôm nay ông cháu mình gặp nhau cũng là cái duyên. Ông bay đến Houston, Texas cẩn thận. Có dịp thì con qua thăm ông. Dạ. Dạ. Vâng, ông giữ sức khỏe ạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Con chào ông. Ừ, tôi đi Mỹ tôi gặp nhiều người già đi một mình lắm nhá. Thương quá. Cực quá ấy này. Qua thăm con thăm cháu ấy. Quả transit 8 tiếng ở sân bay Narita oải thật các bạn ạ, văng quá. Mình chưa ngủ được cái gì cả. Nhưng mà không sao, nửa tiếng nữa là lên máy bay, bay sang Chicago rồi. Không có gì chúng mình gặp lại. Bây giờ chắc là mình lên máy bay, mình nghỉ ngơi một tí đây. Đến nơi thì chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Giờ mình mệt quá, thế nhá. Ngủ quá đã, không ngủ, ngất ra đây. Xin chào mọi người, hiện tại là 11 giờ sáng và hiện tại mình đang có mặt ở sân bay Chicago O'Hare. Mình vừa mới check in lại hành lý của mình nhập cảnh. Và bây giờ mình chuẩn bị lên xe buýt để chuyển terminal. Go ahead. Thời tiết ở Chicago khá là mát, không thấy lạnh lắm. Hoặc là có thể là do mình chưa ra ngoài. Bây giờ mình sẽ chuyển terminal để nối chuyến chặng cuối từ Chicago về Des Moines, Iowa. Thì cái stop đầu tiên của cái bus này sẽ là Terminal 3. Và đấy là cái terminal mà các cái chuyến nội địa được operate bởi American Airlines. Anh ngồi đợi một lúc của tàu đã đến rồi. Xe gồm nắng thế nhở? Mình tưởng là mùa này ở bên Mỹ đã lạnh rồi cơ. Tại bây giờ cũng là giữa tháng 11 rồi. Mà hóa ra không. Nắng như này chắc vẫn kiểu 10 độ C. Mình không biết là trong vòng mấy ngày tới mình ở đây thì có lạnh không. Nhưng mà thời tiết cứ như này thì cũng đẹp. Vừa nhập cảnh xong, bị thu mất lọ sữa rửa mặt. Tại vì quá hình như 100ml thì phải, quá đen. Thế là thôi không ai cứu rỗi được cái da này rồi. Des Moines, nơi ngày xưa mình học cấp 3 ở đây và sinh sống suốt quãng thời gian 4 năm đại học của mình. Giờ mình đang đợi ông host father, tức là bố nuôi. Người ta phải xem cảnh quan để mà mình xem nước Mỹ thế nào chứ, thì mà quay đầu mỗi mặt nó à, cay quá lâu. Lúc mình đến đón, chỉ có xuống cái lấy hành lý gái rồi mình về nơi mình ở ngày xưa. Về đây có cảm giác kiểu nostalgia vậy đây. Vừa bước chân ra ngoài cửa các bạn ạ, lạnh vậy. Quay đục kêu âm ấy. Ui, mình phải chờ thêm mấy giây nữa mình chết con mẹ vì lạnh mất các bạn ơi, lạnh quá. Ôi ôi, Ned ơi, where are you bro? Oh my god. Ui, cuối cùng đâu cũng đến. Lạnh quá liền. There we go. Oh my god, it's so cold. How you doing? Good. Oh, you're gonna get back there. Oh my god, it's like I just checked the weather.
Cái ông chú này là ngày xưa nó ở ở ở cùng đúng không? Kiểu giống như người, kiểu cho du học sinh thuê kiểu thuê nhà gì. There's like negative 3 Celsius. I don't know what it is in Fahrenheit, but it's so cold. So how you doing? Where'd you come in? You just came in from Vietnam today? Yeah, I just came in from Vietnam today. Jeez. What the fuck? Nó đi từ nước Nhật qua mà. Say hi to the camera. This is Ned. Oh, hello. Đây là hello, bố nuôi của tôi. Ooh, home sweet home. Yeah. Iowa Hawkeyes, baby. Hey, I'm still a Hawkeye. There's a football game tomorrow. Oh, really? You going? Probably not. I think you're old that. Đây, nhà hơi cũ. Đây là căn nhà tôi ở ngày xưa. Hello. How's it been? It's been. What's your cute skinny little thing? I get skinnier. You saw your pictures on Facebook. Oh really? It says Bob. You wouldn't even recognize him. Hello. Hi, honey. I miss you. Well, I missed you too. Say hello to the camera. I'm recording. Hi, camera. Đây là Donna. Đây là bà mẹ nuôi của tôi. I told him you're my host mother. I am. Yeah, all these years, and I'm back. Shut the door. I got you a gift. Rủ from Vietnam. Về Việt Nam luôn. I already know it's your birthday. I meant to come on this day because I know the 11th would be your birthday. It's not much, but it's like a silk kind of scarf. Oh, so okay. It's for your birthday. Happy birthday, Donna. Oh, love you. Thank you. Thank you, Dev. Love you too. I love you. Another one of my sons home to visit. Tục 30 tiếng bay từ gần 30 tiếng bay từ Hà Nội đến Mỹ tại ui, cái bang 30 của tôi tiếng ho của gáy nằm tít ở giữa trung tâm nước Mỹ nên là mới lâu không ạ. Tôi thì chắc là bây giờ tôi ngủ một tí. Tôi bay có 18 tiếng rồi chịu đéo nổi rồi. Chúng ta gặp lại nhau sau. Mai thì chắc dậy đi mua một số đồ với cả tối thì có đi ăn với cả gia đình con của sếp mẹ tôi thôi. Chứ ở cái bang Iowa này cũng không có gì làm mấy. Có gì cái gì? Con của cái gì cơ? Con của sếp mẹ tôi. Chứ ở... Hả? Bang Iowa này cũng không có gì làm mấy. Có gì hai hôm nữa thì tôi sẽ lên Iowa City để quay trường tôi cho công sau. Thế nha, nên bây giờ chắc là tôi đi ngủ đây. Thì mai chúng ta gặp lại nhau sau nhé. À, con của sếp mẹ à? Không nghe rõ anh em ạ. Uầy, xung quanh tổng... Còn cây này. Giờ 8 giờ sáng qua thì ngủ lang ngủ bạch từ 7 giờ tối. Cái lúc mà tôi qua Mỹ luôn 2 ngày tôi ngủ đéo được anh em ạ. 2 ngày không ngủ luôn á. Take pictures. Oh yeah, I know. No I just woke up. No picture. Is it snowing outside? Snow. Yeah. Oh wow. Tuyết ở không ạ? Này là ngày 2. Ngày thứ 2 tôi ở Mỹ mà. Ở bang của tôi tuyết bắt đầu rơi rồi. Ôi, không khí trong lành mà liền nhỉ. This is Jackie by the way. Say hi to the camera. You say xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam man. Can you pronounce that? No? Yeah. Oh, that's easy, bro. Ngài. Jackie là mẹ học sinh quốc tế Trung Quốc nhưng mà ông em này ở đây từ năm lớp 8 rồi. Yeah. Hi, Cameron. I'm sorry, I'm in my pajamas, but it's all good. Nah, you look good. You look handsome, buddy. Đây là Paul, con trai của bà Donna. Anh này thì bị tật từ ngày xưa và anh ấy đang làm ở cái rạp chiếu phim. There we go. Người bên này người ta ăn sáng rất là đơn giản. Kiểu chỉ có một cái bánh như này thôi. Ăn này à? Ok luôn. Người Á mình cầu kỳ hơn với mấy cái loại đồ ăn như này rất là nhiều. Sáng thì ăn phở, tiếp các thứ. Bún. Đối với người Mỹ ở đây thì bữa sáng như thế thì assassin. Ta chỉ làm cái gì đấy nhanh nhanh cho người ta ấy thôi. Still tastes good, Donna. Thank you.
đáng nhẽ mình phải đổ nước vào đây. Tôi đổ mẹ nước vào đây. Đúng đần luôn. Bây giờ có ai nghe mày không bên đâu. Mà sao tôi pha như dở hơi hay là do cà phê bên này không ngon nhỉ? Chùa đấy. Hey Ned. Hey Jim. I'm working. You're working, yeah, you're working hard. I now you're feeling comfortable with it. Đây là phòng ngủ. Phòng ngủ này là ngày xưa của Jonathan. Jonathan thì là con trai của nhà bà host. Phòng trên này khá là bé, các bạn có thể thấy là phòng ở dưới cho con gái thì rộng hơn phòng trên này rất là nhiều đúng không? Nhưng mà con trai thì bình thường. Con trai thì bình thường kiểu diện tích sử dụng và nhu cầu sử dụng bé hơn ấy. Ngày xưa thì mình cũng đang ngủ. Ở con gái đâu? Nó những cái ngày mà mình ngủ ở đây là những cái đợt mà mình về dịp Giáng sinh hay là lễ tạ ơn hay gì đấy, khi mà ở dưới đã có người ở rồi thì mình mới ở phòng này. Đây là phòng ngủ của bà ngoại. Bà ngoại ngày xưa rất là quý mình luôn. Nhưng mà bà mất cách đây 2 năm. Ngày xưa thì cái năm mà đại dịch bắt đầu bùng phát ở đây là năm 2020, thì mình lúc mà mình về Việt Nam thì mình có nhận được tin là bà ngoại đã qua đời. Bà thì cũng rất là thọ, 96 tuổi. Nên là giai đoạn cuối bà khá là yếu. Nên là đến cuối cùng thì đến năm 2020 thì bà mất. Đây là ngày xưa là phòng của bà. Trong này thì trên này có một cái toilet. Toilet ở đây thì bé hơn ở dưới rất là nhiều. Ở đây thì các bạn có thể thấy là kiểu đa phần là sàn nhà ấy. Các cái phòng ở trong ấy là phòng nào có lót thảm. Đây cả khu ngoài này luôn. Tại vì khí hậu ở đây là khoảng 500 đô một tháng nhỉ. Nó sẽ ấm rất là nhiều nhưng mà bị cái là kiểu hơi bẩn thôi. Lúc mà giặt. Ở ngoài này thì có một cái khu vực nó gọi là fireplace. Như kiểu là đến mùa đông mà có khách qua nhà mà kiểu lạnh, mình có thể kiểu ngồi đây xong nhóm lửa, ngồi nói chuyện với nhau các thứ. Ngày xưa tôi ở Mỹ là tôi có nhà riêng, nhà của master tôi, nên là tôi không phải thuê phòng anh em ạ. Được. Mới đầu qua thì phải thuê, tại vì tôi phải đi học xa cho nên là phải thuê gần trường. Sau này tôi chuyển trường thì tôi ở với master tôi. Hôm qua mình không thấy cái này nhưng mà hôm nay có một cái cây thông Noel ở đây rồi. Tôi ở với thằng Anh thôi chứ. Bây giờ cũng là tháng 11 và sắp đến Giáng sinh ấy. Nên là mọi người bắt đầu ở đây bắt đầu chuẩn bị cho mùa Giáng sinh. Mà Giáng sinh ở đây rất là đẹp. Mày xưa biết quay vlog rồi thì thôi. Mình nghĩ tiếc là tháng 12 có cái để khoe cho đem rồi. Tháng 12 là một trong những tháng rất là vui ở Mỹ. Vì có Christmas. Ra ngoài này là khu vực bán ăn. Các bạn có thể thấy là ở đây có rất là nhiều cái tag tên của những cái món đồ. Tại vì là bà mẹ nuôi của mình sẽ kiểu đem những đồ từ nguyện đi bán, nhờ những cá nhân mà có điều kiện hay là có lòng mua để lấy tiền donate cho những bạn nhà đẹp phết có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài này là khu vực bếp sạch phải. Trong này thì có một cái footer laundry à? Đây không phải, có đồ ăn mà người ta dùng. Ừ, ở bên Mỹ có thấy người Mỹ họ chữ như đồ ăn kiểu đồ ăn nhanh lắm nhá, oil các thứ, nhà nào phải chữ một kiểu như cái kho ấy. Sao có điều quýt ở đây à? Nhìn rất nhiều thứ đúng không, nhưng mà không ăn được đâu. Để mà tôi thử rồi, cái vị nó kỳ lắm, nó khó ăn phải lâu nè. Mẹ nuôi của mình giảm sợ mốc à, vãi luôn thật. Đây là living room. Đây là Paul, con trai của bà. Bà mẹ nuôi của mình. You say hi to the camera again, Paul. Hello. Hey, Dev's follower, this is me, Paul. His host brother. Hey. Đây là bên ngoài căn nhà của mình. Thường thường thì các căn nhà ở Mỹ thì họ có cái khu vực vườn cũng như là kiểu playground nó khá là rộng ấy. Ngày xưa thì mình cũng không hay ra ngoài đây lắm. Các bạn thấy kiểu trời ở Iowa bên này nó hơi cloudy. Nhà rộng vậy. Cái nhà của mình thì nằm ngay trên một cái dốc, nó không hẳn ở trên núi đâu nhưng mà kiểu nó ở khá là cao ấy. Đây là căn đường. Nó là núi. Mà ngày xưa cứ tầm 6:45 sáng là mình sẽ đi xuống cái dốc này. Xong ngồi ở dưới kia có đúng một cái trạm mà đúng cái tuyến xe buýt ở ngay trước cửa nhà mình luôn. Thế mới hay. Lần đầu tiên tôi thấy có người ở Mỹ mà để biết lái xe hơi nhá. Làng này. Mấy giờ chưa có bằng lái luôn anh em ạ. À. Để biết lái luôn ấy. Mình sẽ ra đấy mình chờ. Ê, ngày xưa đi học bằng cái gì nhờ? Xe buýt của trường cấp 3 mình sẽ đón mình đến trường. Ui, nhưng mà đi học bằng xe buýt à? Ở đây thì khổ vãi cả cứt. Cái đường này nó không như kiểu
cao thẳng như mình này đâu mà nó sẽ có tuyết. Mình không biết là mình đã từng ngã ở cái dốc là bao nhiêu lần, tại vì cứ đến mùa đông kiểu tuyết rơi các thứ ngày nào đi xuống mà kiểu trượt chân. Thằng anh tôi bảo á, bé phải tập lái xe hơi đi, tại vì ở Mỹ mà bé mà không biết lái xe hơi á giống như bị cùi ấy. Muốn đi đi đéo được. Cái pịch quả đít xuống thì thôi luôn. Đau vá là lìn không ạ, tôi thề không. Chiều nay thì mình đi chơi với cả Joe. Mình chỉ hang với nó một lúc thôi. Ở Iowa thì không có nhiều chỗ để chơi lắm ấy. Ở các cái tập vlog sau khi mình lên New York hay là mình xuống Texas hay là mình bay sang Cali thì mình đi chơi nhiều hơn. Còn mấy hôm ở Iowa này mình chỉ thăm gia đình của mình thôi. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ đợi thằng Joe để đón. Còn chiều nay sẽ kiểu đi ăn một chút đồ Việt, xong rồi đi dạo dạo quanh chơi chơi nó một tí. Bây giờ mình đi chơi với một trong những thằng bạn rất là thân của mình hồi cấp 3, mình Joe. Okay, he's here. Alright, we'll see you later. Alright, I'll see you. Hey, look at that, look at his car. Yo, how you doing, my man? Whoa! How's it going, Joe? Damn, Dodge Charger, bro. Oh my. How's it been, Joe? You're pretty good. Say hi to the cam for me. What's up, y'all? This one of my best friends. His name is Joe. Joe, me and Joe. Let lower. We go way back to Valley High, no? Yes, sir. Dodge, chạy Dodge luôn mà. Car is nice, bro. Thank you. Bọn mình vừa đến cửa hàng gọi là Sea Fresh, siêu thị Á Châu ở đây. Đây là một cái siêu thị ở Châu Á như kiểu là Asian Market. Lâu lắm mới về à? No, đây là China Market. 3 năm, em về Việt Nam. Yeah. Cho em 2 Thai Iced Tea, cho em 1 Vietnamese Egg Roll trái giò và 2 phở đặc biệt regular, nhưng mà một tô là không có cilantro. Không cilantro. Yeah, cho nó. Yeah, okay. Được rồi. There we go, buddy. You want the straw with yours? Yeah. Trà Thái ở đây là 5 đồng một ly các bạn ạ. Phở bên này thì 12 đô miền trong ấy. Ăn với tương đen với cả sriracha. Trà ngon phết không ạ? Hơi ngọt tí nhưng mà kiểu tất cả các hàng Việt Nam thì cứ nhà hàng Á nào cũng bán trà Thái hết. There we go. Wow. Look at that. Trông ngon vãi luôn. Could you use more some hoisin sauce, bro? Nước ok nhưng mà phải cho em tương đen không ạ? Tôi ăn phở ở đây tôi thích ăn nhiều tương đen. You want some hoisin sauce? You get sriracha. Oh, you want to get the sriracha? Here. I cannot eat spicy, so here you go. You don't like spicy? Nah, man. I mean, I could, but like, burns my ass, bro. Hemorrhoids. Một điểm trừ là không được. You are not a real man, man. Mà đàn ông mà không biết ăn cay, màu phát. Sao nhà hàng này mở được 6 năm rồi, mình từng ăn ở đây 6 năm trước. 6 năm sau vẫn không có đũa bình thường, vẫn ăn đũa tre. Tiết kiệm chi phí tối đa luôn. Phở Mỹ được cái là nó một điểm cộng rất là lớn. Và thịt bò nó rất là ngon. Is that how you hold a chopstick, Joe? But you one of the best to hold a chopstick for me. You at least know how to do it. Yes, sir. I get it. Uh-huh. Hình như anh này anh ăn spaghetti hay sao? Don't do it the spaghetti way though. Đúng là thần dược. Bây giờ bọn tôi ăn xong bọn tôi sẽ chuẩn bị về nhà Joe. Không biết là nhà Joe có gì chơi không? Nó ngồi hang một tí. Alright, let's go buddy. Đi rồi. Ok, bọn tôi vừa đến nhà của Joe. Hello. Macy, come here, baby. What's her name? It's a he. Oh, it's a he. Mesa. Like Mesa. Yeah. How you doing, buddy? Say hi to the camera. Say hi. He's cute. Joe ngày xưa hồi tôi gặp nó nên chưa là con, nhưng bây giờ có một đứa không? Say hello. You can see yourself here. Hey, how's it going? How are you? Yeah, I'm good. I think I saw you before. Yeah, you remember me? You remember, like, no, hardly. You remember him? Yeah, I'm Dev. Who yep. Dev? Me and Joe go way back. Khoảng 9 rưỡi tối, tôi bây giờ sẽ ra một cái quán bar ở trong Des Moines. Ra quán bar cầm một cái GoPro hơi kỳ, bây giờ tôi không chắc là người ta cho quay ở trong đấy.
Nên chắc là bây giờ bọn tôi sẽ di chuyển đi chơi một tí, xong rồi về sớm. Rồi, mai gặp lại anh em nhé. Hello mọi người. Gà. À, 2 giờ chiều. Mà mình đi mấy chú yếu người ta xem đi chơi như thế nào chứ. Mà toàn được mà hello anh em ăn sáng. Sao ban tối là thế nào nhỉ? What the fuck? Iowa. Thì bây giờ mình sẽ về trường. Đi từ đây chỗ West Des Moines, Urbandale này của mình lên Iowa City chỗ mình học ngày xưa thì mất khoảng 2 tiếng. Tôi thích những cuộc vui chơi hát loạn anh em không? Anh em hiểu ý tôi không? Anh em chắc cũng giống tôi gì? Appreciate it bro. Thương Joe vãi lòng thề. Joe à, lần sau nếu mà quay về nước Mỹ thì tốt nhất là tắt điện thoại luôn. Hoặc là cho nó tập lái xe hơi đi. Chứ kiểu này thương Joe vãi lòng thề. Chưa chở con đi học nữa phải đón nó rồi. Thấy không? Con ngồi đằng sau đây này. Đáng lẽ là con ngồi là kế bên nhưng mà không nhường chỗ cho nó. Tại vì nó ngồi đằng sau chật lắm. Một cái mông của nó là bằng 2 cái mông người bình thường rồi. Trong mặt thằng bé đẹp mà quạo vậy luôn. I think the cops behind it is running the license plate. Hard. You just say OnlyFans. The bag won't come up. It's all clean. What? Like when I say legit, like all my shit's legit. I can't find my lighter though. Ủa, đằng sau bọn tôi đang có xe cảnh sát đi theo. Lìn dâu rồi nó vừa giơ tay ra khỏi cửa sổ làm cái đéo gì. Sợ ai đái không ạ? He's a Polk City officer. Is that also like a Dodge Charger? Yeah, that's a Dodge Charger. Má, cảnh sát Mỹ giờ chạy đồng Dodge. Hello. Khuôn viên của trường. Và tôi vừa gửi xe. Và bây giờ chắc là tôi sẽ đi bộ xuống, đi quanh khuôn viên trường một chút để quay cho mọi người. Tầm giờ này đến thì hơi muộn. Nên là trời hơi tối, có thể là nhìn không rõ lắm nhưng không sao. Mình vẫn về trường. Môi trường mà trường gắn bó 4 năm ở đây. Mà tối quá không ạ? Ủa? Định lúc này định quay nhưng mà tối quá. Cái GoPro này xử lý điều kiện anh. What the fuck? Sáng lúc tối cũng đẹp ấy. Nên là chắc là bờ giải pháp duy nhất là ngày mai tôi xin phục flycam của trường. Còn sau đấy anh em nhìn thôi chứ mấy chiếc Dodge này bên đây khoảng mười mấy ngàn, 20 ngàn thôi. Ngày là anh em có một con được mà chạy xé khói rồi. Anh định qua lên Mỹ không á? Tôi định qua lên Mỹ mà. Tôi sẽ đi ăn với mấy thằng hộp nam sinh của tôi. Nhưng mà nếu mà tôi qua lên Mỹ tôi chỉ đi hai bang. Không, tôi đi hai chỗ thôi, đó là Louisiana và Las Vegas. Anh em biết tôi đi Las Vegas làm gì rồi chứ? Casino and club. Thấy cái thành phố Iowa này cũng không to lắm nhỉ. Đúng. Mắc sụt rôn này lấy đâu nhỉ? Alright Donna, nice to meet you. Nice to, nice see, to you. See you. Thanks for having me. Okay, my All pleasure. Right. Take care, okay? Alright. Nice to meet you. To New York. See ya. To New York. Alright. Hello mọi người, mình vừa hạ cánh ở New York. Thời tiết ở đây thì không khác Iowa là mấy,
chỉ ấm hơn tầm 1-2 độ. Giờ thì mình đang chuẩn bị xuống lấy hành lý ký gửi. Xong rồi sau đấy mình đã bắt Uber về Airbnb của mình. Lạnh hết không ạ? Ở đây thì chỉ ấm hơn Iowa tầm 1-2 độ nữa, kiểu không có tuyết thôi chứ thời tiết vẫn lạnh lắm. Y hệt Iowa luôn, mình không nghĩ là nó lạnh như thế này. Sau 7749 giờ đợi thì cuối cùng tour guide của tôi cũng đến rồi các ông ạ. Say hi to the care, what you on bro? Khoái mấy ông, khoái đi. Khoái liền. Tôi đến từ 1 đến 10, 20 phút trước nhờ, bây giờ là 20 phút sau. Cứ tưởng đến sẽ có một xe Uber đến đón, nhưng mà đã có gì hai đứa mà em đứng ở ngoài ạ. Hai mình. On your mood? On my mood. Ủa, các bạn nhìn tour guide không? Tour guide hơi hợp khách gì? Đi đâu là mình theo mood à? Yeah, cause it's my city. Thật tàn bà. No, it's not your city, you live in Philly. You in my court now. You live in Philly, bro. You're not from here, stop saying. I'm repping this Chi State area. Yeah, I want the best day ever. Cali là nơi tuyệt vời nhất. Để mà khi sống ở Cali, bạn không bao giờ mà bị bỏ rơi. Để mà xung quanh toàn là người Việt thôi. À, muốn ăn gì á chỉ cần alo kem tô phở phát. Để mà y chang sống ở Việt Nam luôn. Name one rapper that's represented from Iowa. By 1-5. Name one rapper that's from Iowa. One rapper from Iowa. Ăn bánh chén, có bánh chén luôn. Mỗi trọi bánh chén hơi mắc thôi, 10 đô một 10 đô một bịch trên mặt đi con mà vả lồn, bánh chén 10 đô. Ăn quả bánh chén đẹp mà mình đéo dám ỉa luôn. Missing out out here. And you got no culture. Come on, he's like the Vietnamese Justin Bieber. Shut the fuck up. He's no rapper, Justin Bieber. Who? And you got no culture. Come on, he's like the Vietnamese Justin Bieber. Shut the fuck up. He's no rapper. Justin Bieber ain't even a rapper. I mean, okay, then he's a Vietnamese. Wait, Iowa, but Vietnamese. Okay, Vietnamese American. Okay, are you trying to be racist out here? I'm not. Come on. I'm trying. Racist. Chị ơi. Bảo sao 3 tháng trước người yêu bỏ đúng mẹ rồi. Ôi anh mà xuống Philly rồi đấy nhờ Racing Boy hơn ấy. Really? Yeah, ở đấy đặc sản Racing Boy. Mà không biết lấy xe mà Racing Boy cái gì. Thằng này chứ ngồi ghế phụ boy, shotgun boy, màu phớt. So you got racing all the time or what? Yeah. Oh hell yeah. But what they hit you with? The ching ching or what? No. What they say? They say hey Ling Ling, you wanna try my ching ching? What's your reply then? Okay, boo. Ôi, ở New York nhiều người mặc đồ đẹp lắm anh em à. Nhưng mà New York thì hơi chật chội chứ thôi. Bọn tôi đến chỗ ở. Không thích New York lắm. Hey, thank you. Drive safe. Đây là khu như kiểu North hay là West của thành phố à Ly? Sao thằng đẹp đéo đi phát taxi nhỉ? Đi từ xa. Ở Mỹ nghe bảo là có phát taxi mà. Review cho các bạn chỗ Airbnb của tôi ở trông như nào. Mọi người, tôi vừa unpack với cả ngó qua nhà thì nhà này ở New York lại khá là bé đấy. Cái Airbnb tôi thuê với giá là 500 đô cho 4 ngày. Một ngày rơi vào khoảng tầm 125 đô. Tức là hơn 2 triệu một chút trong một ngày. Thì ở New York thì khá đắt. Nhưng mà để có một cái mà sống New York làm thấy như này thì chắc chắn là cái diện tích nó sẽ nhỏ. Mà có điều kiện lắm ấy. Có một cái hành lang, một chỗ để giày nhỏ xinh xinh thôi. Đây là không gian phòng khách. Phòng khách thì mang cái nhà giống cái thước vậy luôn vậy. Một bàn và một cái gương ở đây. Ở đây là một không gian bếp. Đây có một tủ lạnh. Đây là phòng ngủ của tôi. Ngủ tôi thì có một cái giường nhỏ và một cái bàn. Ở bên này thì là phòng của Ly. Phòng Ly thì rộng hơn một tí. Còn đây là không gian phòng tắm. À, một cái Airbnb ở New York nó chỉ kiểu bé bé này thôi các ông ạ. Nhưng mà giá cũng là 125 đồng
một ngày ấy. Nhưng mà tất nhiên là split hai người ấy, chứng tỏ là mỗi người chỉ phải trả khoảng hơn 1 triệu một ngày thôi. Bây giờ thì tôi sẽ tắm, và tắm xong thì bọn tôi sẽ đi phía đông của thành phố cũng như là khu vực Times Square NYC, rồi tí tôi quay cho các bạn xem nhá. Chiến rồi. Khoái mèo khoái. Bây giờ là 17:52, tức là khoảng. Ôi ngân hai đấy. Bọn tôi đi bộ ra tàu điện ngầm, xong rồi bọn tôi sẽ đi đi ăn. Thế từ đi tàu thì mất khoảng bao lâu ạ Ly? Chắc cỡ 15-20 phút à? Ok. We should get going. Đấy, mày hay không biết lái xe nó bất tiện không? Đáng lẽ là người ta kiểu thân phận rồi là nữ nhi là mày phải chở người ta đi, bây giờ bắt người ta đi tàu mới bất tiện quá luôn nè. Mưa to vãi lìn không ạ? Xe đâu mà lái á, thuê khoảng $100 ngày chứ mày. Ở Iowa nó lạnh kiểu tuyết rơi, còn đây lạnh kiểu mưa, là gió ui. Ở phở đâu? Ui, có quán phở Việt Nam. Thôi em có xe gì thôi xe đó luôn. Nhưng mà trên tàu Nissan GTR. Em nghĩ chắc chắn là chủ ở gốc đầu. Thế chủ gốc hoa. Đường xá đấy mọi người nhìn thấy mấy cái kiểu dàn giáo à. Như này rất là nhiều, nhưng mà đây chỗ nào cũng có, cứ đi mấy phố là có. Tôi sẽ đi tàu để ra bến tàu. Bây giờ mình lại quét thẻ vào. Này tôi dạy các bạn cách trốn tàu á. Trốn như nào? Còn trốn tàu nữa bro. Mỗi lần đi như này là sẽ mất bao tiền nào? 2,5 đô một lần quẹt thẻ. Và cuối cùng là bọn tôi đến Manhattan. Trên này có quạt smoke shop và ui vãi luôn thật. Không nhìn à? Baby đi tha mày bị thiên đường đây rồi. Ở trong nhiều thứ lắm, có kẹo này, có nước chanh nữa, xong rồi có cookie, có gummy bear. Oh my god, đẹp mà mày thiên đường. Ôi dài ơi, không có đâu. Trên này nó gọi là đấng người luôn đi chứ giờ. Có một cái hay ở New York này là pizza. Tôi vào rồi, nhiều loại quá luôn. Giống như bác giống như là siêu thị ấy. Mua pizza của Domino và Papa. Nhưng mà chỉ riêng về thứ đó thôi. Và một miếng riêng cái này. Ui, đẹp mà shop này giống cái shop đồ chơi người lớn vậy. Mà vã không? Đồng mua đồng rưỡi không? Các món khác thì có thể giá áo giữ nguyên, nhưng mà pizza này là rẻ. Mà kiểu nó là một cái món ăn truyền thống ấy. Vào lấy đẹp mà 1/4 bánh cookie bỏ vô mồm phát đẹp, mở mắt ra thấy đẹp. Tối ngày hôm sau đặc điểm hay ở đây là gì? Thấy mấy cái xanh xanh như kiểu là một cái toa tàu ấy, nhưng mà thực chất nó không phải toa tàu mà tiếng Anh nó gọi là patio. Cái patio này là để người ta ăn ở ngoài đường. Còn sát kìa, patio, đối diện patio ở những cái chỗ kia kìa, thì thường thường là các hàng quán. Người ta mua đồ ăn cho người ta để ăn ở đấy, hoặc ở đây bê đồ ăn ở đâu đấy mua cả đấy không vào để ăn. Đây là cái hay của New York. Ly bảo Ly dẫn tôi đi ăn pizza cua. Thế là ngon không? Bảo là đỉnh lắm. Tí chờ xem pizza cua nó ăn lại như nào. Tôi đến chỗ ăn mấy cái món cua đồng ngon. Chỗ này nghe Ly bảo pizza ngon lắm. Đây là miếng của tôi. Pizza cua. Ôi. So you eat it with ketchup or? No, I'm eating with ketchup. Here. You can do like a little parmesan. That's cheese. Yeah, a little. Dang, bro, you don't put. This is đây là parmesan hay sao ấy? Tại sao ăn pizza mà lại không có chili nhỉ? Yeah. Chili sauce. Mời các bạn.
cua. It's good. Ủa ngon vãi lìn thề. Bé tao chưa ăn cái pizza nào ngon hơn cái pizza này luôn. Kiểu cua mềm mà phô mai nó cũng béo ngậy ấy. Các bạn có thấy ở nhà đây nó hay có cái cái bình thường cua nó cứng với lại phô mai nó không béo à? What the fuck? Cầu thang ở trước mặt cửa nhà như này nó là do cái kiểu cơ chế cũ của nhà ấy. Ở mặt sau hoặc là ở trong những cái căn nhà này thì nó là rất nhiều các cái căn kiểu phòng hay là chung cư các thứ chồng lên nhau, nên là khi mà xảy ra hỏa hoạn thì nếu mà không có cái bậc thang như này là không biết chạy thoát kiểu gì. Thôi, kết thúc ngày 1 ở New York của chúng ta đầy mưa. Nhưng mà không sao. À, lạnh lắm, mưa cái này lạnh vãi lìn đấy. Bây giờ tôi về ngủ đây. Hẹn anh em ngày mai gặp lại. Kiểu New York mưa mưa kiểu tối ngày ấy. Trên những thông tin tiếp theo nhá. Bye bye mọi người. Hello mọi người, hôm nay ngày thứ 2. Tôi chuẩn bị đi lên cái pop-up của Louis Vuitton. Ui, sáng rồi các bạn. Qua đến không trời không sáng nữa. Đi Louis Vuitton luôn mà. Uber tới rồi. Hello. Chào. Ở New York, cho bạn nào chưa biết, nó được coi là trung tâm của nhiều thứ thời trang, âm nhạc, hội họa, cho đến thời trang và cả tài chính nữa luôn. Trên này có cả phố Wall Street ở Financial District. Ôi dạ, phố chắc là chiều nay bọn tôi sẽ đi. Đẹp dã man không ạ? Bây giờ bọn tôi đến rồi. Đến rồi đúng không? Thank you so much. Đẹp dã man. Hình như là New York là cái North rapper. Nice dog. Yes. Dã man luôn. Ủa, quả vali này giống của chú Thái Công. Bậy, quả vali này là người ta trồng lên, người ta đánh cờ vua nè. Hôm bữa có hai anh gì bót bót trên Instagram ấy. Đẹp vãi lìn thề. Đỉnh vãi đài. Is this LV? Yes. Ui, cái LV trang này to dã man. Hey. What the fuck? Sao giống anh King vậy? Cái anh mà hay đóng vai á. King Park đúng không? Los Angeles, originally from Canada. Maybe, oh, look at that. Open that song, yes, it does that. It's artificial intelligence, baby. Next level, Louis V. Next level. What are you storing in the trunk then? This is just the prototype at the moment. So this is just the workings of it, but imagine the idea that it will have probably have little Arnold opening and fold stuff and manage stuff. Yeah, we even have a type B. Yeah. A bench him. Action the end. Đây cũng là một cái sản phẩm của Louis Vuitton. Thì các bạn có thể thấy ở dưới ở đây có một cái QR code để các bạn có thể quét. Và sau khi các bạn quét thì các bạn được tất cả những thông tin là tác giả, những tác phẩm nghệ thuật này là ai, là xuất xứ, nguồn gốc từ đâu, có từ bao giờ. Có hết. Wow, Valley Supreme LV các ông ạ. Ui, mày hầm. Hầm ở súng kìa. Ôi, các bác cu các bác em nhé. Baby. Không hiểu tại sao con người có thể kiểu sáng tạo phát minh ra được những tất cả những cái thứ này nhỉ? What the fuck? Như hàng ngày ăn gì? Đỉnh thật sự. Thì bọn tôi bước vào phòng một đống phòng bay. Baby. Một câu hỏi là cũng là mà mang nhiều tính tò mò đấy. À, mấy quả bóng ra bình thường ở Hà Nội ra chợ đầu xuân đầy mấy nghìn quả. Đây không biết bao tiền. Mà quả bóng này thôi chắc phải 50 đô một quả. Hôm bữa có quả đẹp sô-cô-la Supreme hay là sô-cô-la có hãng đéo nào nha. Sô-cô-la Gucci à. Ờ đẹp mà mấy chục đô đẹp mà mấy trăm đô một cây. Vãi lâu. Trong này có một cái hầm.
cua. Ảo vãi lúa thế. Trông mấy cái dương này giống kiểu dương trong Minecraft vãi lìn ấy. Giống trong The Matrix. The Matrix á. Thì đây là các loại vải với cái pattern của eo thùng thông thường. Nhưng đẹp nhở. Là... Uầy. Người ta gọi là mua cục này về tặng Ấn Độ mới được. Thời đại mới của thời trang. Tức là vải vải bằng data, cái vải công nghệ cao đúng không? Nó là lụa nhưng mà lụa này là lụa làm data và làm vải. Ui. Đây là cái... Ủa? Dương ở trong một cái chai không ạ? Trông giống cái dương của Supreme LV nhưng mà K-pop đây rồi. Thùng thùng của BTS đủ chữ ký. Jin này. Bây giờ gì? Từ này có nghĩa gì nhỉ? Tôi không biết luôn. Nhưng mà đây là LV X BTS. Thì các bộ chữ ký của BTS ở dưới không? Đấy. BTS có mấy người? 4 người đúng không? Mày có 2 BTS người. Có 4 người. Phải lâu thịt mà. Blackpink à? À đâu, có một chữ ký ở đây nó có ai này? Coca-Cola, SCG. Ở đây còn chữ này. Em yêu anh Pino. Thể hiện tình cảm của thầy Odip từ Việt Nam sang New York. Pino ơi, Pino. Alright, thank you. Have a good day. Have a great day. Hết rồi không ạ? Đẹp phết. Giờ thì bọn tôi sẽ đợi bạn của Ly. Bạn của Ly thì nghe Ly bảo cũng là fan của tôi. Lên đây xong rồi bọn tôi đi ăn. Bạn nào? Bạn Ly lên đây để chơi. Tối nay có một cái concert của Wizkid. Nên là bọn tôi đi chơi chung. Can I get it for you? Oh, the GoPro? Yeah. Oh, you can get it at Best Buy. Best Buy? Yeah. How much was this one? This is like 300 something. Yeah. I was okay. You can say hello to Cam. Including this? Yeah. Can you say Xin chào Vietnam? Xin chào. Vietnam. Vietnam. Yeah, that's where I'm from. Hey, thank you. Yeah. Đây các bạn thấy một cái đặc điểm của New York là có rất nhiều những cái food truck, xe tải bán đồ ăn như này, như ở bán đồ hàng rong ấy, để mua một món chắc cũng phải xếp hàng tầm 15 phút. Ui, đây này, đây là hôm qua là một cái patio mà tôi đã bảo công này. Người ta có thể ăn trong quán hoặc người ta nếu mà thích thì người ta hoàn toàn có thể ngồi vỉa hè ăn nhìn view ngắm đường theo kiểu này. Đây là một trong những cái đặc điểm của New York là mấy cái patio này. Mỗi khi ở New York mà các bạn nhìn thấy cái hình ảnh dàn giáo này thì các bạn sẽ biết ngay là ở trên cái khu vực này đang có thi công. Và chỉ có New York mới có cái kiểu để cái dàn giáo ở đây để cho mọi người biết là đang... What? Mày cho you nói lại đấy you. Mẹ ở Cali cũng có nha, Los Angeles, motherfucker. Thi công cả. Thực ra cái này khá là hay. Có một số người ngày xưa người New York thì chỉ trích cái ý tưởng là để cái dàn giáo này tại vì trông nó xấu rồi nhếch nhác. Nhưng mà thực ra cái dàn giáo này là một đặc trưng của New York vì ở đây có rất nhiều người vô gia cư đúng không? Dưới cái mái đấy họ có thể ngủ ở dưới đấy hay là làm một cái chỗ trú cho người dân New York khi mà đi lại lúc trời mưa. Cộng thêm nữa là cái việc mà New York liên tục có những cái dàn giáo cho thấy là họ luôn luôn sửa sang một cái gì đấy, luôn luôn cải tiến. Và điều này chứng tỏ là New York thực sự rất là tiên tiến và họ luôn luôn hướng đến tương lai. Đi, có mà cái câu này chắc ở trên mạng nè. Nó mới search xong hay sao ấy. Hiện tại bọn tôi đang ở một cái nhà hàng như kiểu truyền thống của New York. Tức là truyền thống ở đấy, tức là cái mẫu nhà hàng ở bên này, nhà hàng nào nó cũng bé bé như này này. Bé bé xong rồi kiểu order phải đợi. Ở những cái nhà hàng này thì các bạn thể thấy là chỉ trả được tiền mặt thôi. Tại vì người dân ở đây, mà cái nhà hàng này người ta không muốn trả thẻ, thanh toán điện tử các thứ. Để chỗ để đỡ tax. Vừa mua một cốc milkshake. Lại khát quá. Là béo của milkshake. New York milkshake is like famous. Quả milkshake ngon quá không ạ? Mỗi tô 9 đồng. Hơn 2 loét. Bằng mẹ một bữa bắc đô nan. Đoàn trên này đắt vãi lìn không ạ? Uống không đéo đắt đi tè. Trên này còn các nhà hàng nổi tiếng nữa như kiểu của Gordon Ramsay hay là
top B cái ông mà rắc muối ấy. Ăn ở mấy chỗ đấy cũng khá là đắt, nó gọi là fine dining. Chờ mãi cùng Lân đến rồi. Đây là Lân, bạn của Ly. Lân sẽ tối nay ở cùng bọn tôi. Ôi, khá Lân. Cũng như là đi concert cùng và Lân cũng ở Philly luôn nên Lân lại dẫn bọn tôi đi ăn bây giờ. Lân bảo Lân là fan của anh rồi hả? Lâu chưa? Rồi, mình fan anh Dev, xem từ 2012, 2011 xem top. Xem ở đâu? Hết chịu rồi. Ông mẹ, 2012 ở Talk TV fan này fan chết canh. Ủa Talk TV ngày xưa. Ê Talk TV tính ra Talk TV ngày xưa stream đấy. Như sao nhỉ? Fan thầy rồi. Tôi vừa leo lên phố Trung Quốc. Phố Trung Quốc này ở chỗ nào nhỉ? Lân nhỉ? Ở lâu East Side. Ở lâu East Side. Ủa đây. Dior. Ui. Mày tôi hiểu bán lên đường này. Phải lồn. Như phơi khô quá nhỉ. Gucci. Các kiểu luôn. Vô giạt. Tất cả mọi thứ. Đây đều có cả Hermès luôn. Không phố tàu đỉnh. Đây là một cửa tiệm rất là nổi tiếng của New York, Popular Jewelry. Đúng rồi, cái bar này hay có mấy cái post ở trên mạng mà. Đâu? Trên A7 đúng không? Uầy, hình như cô này là DJ đúng không? Cái cửa hàng này thì có rất là nhiều các rapper nổi tiếng của Mỹ đã từng đến đây mua ở đây không? Ở đấy một số nhân vật nổi tiếng này. Tiger Brother, Kim Jong này, Smoke Purp này, A$AP Less, Cold Link này. Các cái đồ bán ở đây và đều là kim cương xịn thì phải. Đấy không thể thấy này. Tiệm của bà này. Rất nhiều rapper, nhiều đây là Macklemore, đây là Travis. Ôi! Có Lê Vi nữa này. Lê Vi bên Gam này. Đẹp mà mình nhìn đẹp phải điêu. Ê, nhìn giống quá luôn. Travis Scott này, đây là YouTuber Rice Gum này, đây là A$AP Rocky đã từng đến đây và A$AP Rocky, big fan bro, luôn. Giờ không biết đâu luôn rồi, đi đâu rồi. Giờ bọn tôi sẽ di chuyển đến một cái nhà hàng ở Chinatown. Đói quá rồi, cả ngày từ sáng dậy đến lúc đi bây giờ chưa ăn cái gì, có uống một tí là minh sách thôi, mà chưa có gì, bụng hơi đói. Đi ăn luôn, ngã đây. Chiều còn có sức đi chơi tiếp không ạ? Mình bắt đầu thấy một chút chữ Việt các bạn ạ. Như kiểu tiệm vàng Kim Phượng, là tiệm bạc Long gì đấy ở dưới kia. Xong rồi ở dưới kia có cả một cái nhà hàng Tân Thế Giới nữa. Hiện tại thì cộng đồng người Việt ở Mỹ thì có hai nơi tập trung đông nhất mà sắp tới mình đến cả hai, đó là bang California với cả bang Texas. California. Đây là một chiếc xe cảnh sát ở New York, NYPD. Quên mất là điệp mà mình kêu thằng Dep đi ngang cái nhẽ cái đường Cherick Avenue, điệp mà nhà tôi nghe đó. Okay. Thì cái xe cảnh sát của NYPD đã là biểu tượng lâu nay rồi. Nhà có cái sân cỏ nó to. NYPD này hết đấy. Cuối cùng thì bọn tôi đến chỗ ăn của bọn tôi rồi. Joe's Shanghai. Wow, đây bánh xèo Trung Quốc. Ăn thử xem giống bánh xèo Việt Nam không? Này kiểu đường trưng nhỉ? Đúng không? Đúng rồi. Đường trưng với cả một ít xì dầu đúng không? Ngọt, nó là xì dầu nhưng mà ngọt lắm. Đường trưng nhưng mà chấm với lại nước tương, nó mặn mặn. Thế mà nếu tưởng tượng được cái vị nó như thế nào anh em ạ? Đây là cá diêu hồng. Cá diêu hồng hấp xì dầu. Thì miếng cá nó kiểu mịn đét luôn. Xì dầu ngon. Một miếng cá béo dã man. Thơm ngon ấy. Ua. Béo bãi lìn rồi. Tan lại mỡ cá tan trong mồm luôn. Sao lại không có vịt quay nhỉ? Bọn mình xong rồi, bây giờ bọn mình sẽ di chuyển ra một cái gọi là A$AP Factory. Là một cái nhà máy, cái xưởng của một cái tổ chức tên là A$AP. A$AP, mấy bạn nào đam mê hip hop thì biết ngay tên tổ chức của A$AP Rocky, A$AP Phước, A$AP Yem và các thứ. Thì Lân có một người bạn ở bên đấy. Thế là bọn mình đi qua cái xưởng bên đấy để tham quan. Mấy cái cảnh mà kiểu xe nối đuôi mà dừng ở ngã tư này các bạn không bao giờ thấy ở Iowa luôn. Chỉ có ở New York.
hoặc là LA. Một trong những cái đặc sản nữa ở New York này là công viên, các bạn thấy. Công viên có hàng tử này. Đúng là công viên ở sân ngoài trời, nó là truyền thống ở New York rồi. Có công cộng và có rất nhiều người chơi. Đây là biểu tượng của công viên ở New York đây. Ờ đúng rồi. Có mấy cái pick up court, sân bóng rổ đúng không? Sân đá bóng, sân cỏ nhân tạo. Đá bóng luôn á? Đằng sau sân bóng rổ. Uầy, dã man đấy nhở. Mới nhận ra là nhà bên này kiểu cứ đi một tí đấy, nó lại có cái hầm đi xuống ấy, đúng không? Uầy, đang có anh giai hip hop ở đằng sau. Yes sir, yes sir, yes sir. Yes sir. Trước khi vào cái ASAP Foundation thì bọn tôi ghé qua một cái kiểu showroom đồ hiệu. Em là người Việt hay là kiểu cũng học sinh quốc tế? Người Việt. Người Việt nhưng mà ở đây luôn đúng không? Ở đây luôn. Thế là chỗ này à? Em là người Việt hay là du học sinh quốc tế? What? Là kiểu mọi người là ở đây là sẽ mang đồ hiệu xong rồi mang vào đây bán cho private sale không, à? Không, có nghĩa là đấy bọn em là ví dụ như kiểu anh biết như kiểu private, như kiểu outlet đúng không? Outlet. Ừ. Thì đây bọn em coi như là có account register với cả các hãng như là Hawaii, với cả Lavon, với cả Mary. Đấy thì là khi mà đến các mùa các thứ thì người ta sẽ đẩy các cái đồ mà season trước thì như bọn em đấy thì là những cái bọn em sẽ có thể bán với cái giá mà rẻ hơn so cho tức là lấy đồ season cũ xong mang về đây. Đúng rồi. Xong rồi bán giá rẻ hơn retail. Ok. Đây có khá nhiều brand LV không ạ? Off-White không ạ? Chắc là đồ ở đây nó những kiểu outlet ấy. Nó rẻ hơn các bạn ạ. À, quần áo à hay là phụ kiện? Quần áo. Ồ, Chrome Hub Smart TV chắc là kiểu xịn vãi lìn hay sao? À. Hả? Ờ, cái này đẹp nhở? Được mọi quả vét đây. Đỉnh cao nhở? Cái máu chống đạn à, vãi luôn. Damn. This is so big though. Nhìn đi. Damn. I'm on my shoes though. Ui, chiếc quả này to. I'm swimming in here. Vãi luôn. Ờ, để xem cái thác. Đếm mặt vô giống công nhân thi công, vãi luôn thề. Ok, em nghĩ nó rơi khoảng tầm 5.000 không? 5.000 không? Có đấy, đây này. Nhìn cái này nó đã 4.300, không đến 5.000. 4.000, 4.350 đô Canadian. Bao tải. Thì bây giờ bọn tôi chuẩn bị lên nóc của một cái tòa nhà này. Tòa nhà này gọi là ASAP Foundation. Một Rolls Royce, đẹp vãi lìn ông ạ. Hai cửa luôn mà. Không biết bao tiền. Bọn tôi vừa đứng ở tòa nhà gọi là The Yard. Bây giờ bọn tôi sẽ lên tầng thượng của tòa nhà ngắm cảnh tí. Tại nghe bảo trên này ngắm New York được thích á. Tòa nhà này có một cái hay. Ở đây là một tòa nhà tổ hợp của rất là nhiều công ty. Xong rồi có không gian ngoài xe chung cùng nhau. Nhưng ví dụ thuê ở đây tầm một tháng bao tiền? 3.000 cái kho bé tí nhá. Mỗi cái kho bé tí là 3.000 đô một tháng. Tại vì nó là khu trung tâm thành ra kiểu nó đắt đỏ. Ui, đây là phòng làm việc có mỗi bé như này thôi. Mà 3.000 đô một tháng. Đúng rồi, chào mừng đến New York. Công nhận là giá thuê New York có đắt dã man đấy. Ui. Tôi không biết đấy là cái gì. Ra qua đây xây cái nhà, to để nó thuê kho. Bộ thử đồ. Cái foundation này của ASAP nó có cái bộ này để cho người sử dụng chất kích thích test xem là chất kích thích này có phải chất kích thích chuẩn hay không hay là đều. Đồ phải tinh khiết. Tôi chưa bao giờ thấy một cái có luôn hả? Tổ chức nào hay là org nào mà lại có cái bộ này cả. Bộ thử đồ. Tầng mấy nào? Đây là nóc nhà không ạ? Có một khu vực chill như này. Xong rồi cảnh nhìn ngắm New York từ đây như này luôn. View như này bảo sao một tháng ở đây 3.000 đến 60 đô rồi. Là đúng đương nhiên rồi. Tối bố rồi các ông ạ. Bây giờ bọn tôi
lượn qua quảng trường của New York một tí. Mình đã bắt đầu đến Times Square rồi. Mình thấy trên này nó hiện đại như nào. Ủa. Captain America. Đi không mà mình sẽ bắt là men béo thế. Where? Yesterday. What you say? What you say? Yeah, with the bumblebee. Come on. What are we gonna do? What are we gonna do? Yeah. Take a picture. Oh, take a picture? Yeah. Rồi xong mất 5 đô. À đâu? 10 đô. Yes, I think. It's only this. Alright, alright. It's only this. No, quá rồi. Oh yeah. Oh yeah. Mày trông ông Spider-Man này ngáy quá rồi thề. Amazing. Oh yeah. Thank you guys. Thank you so much. Yep. Look, look, look. Bumblebee. Không thấy mấy người nhảy nhảy bên kia đường không? Sang quay tốp tốp. Ở đây chắc quay TikTok nhiều hơn. Suốt luôn nhở. Oh, you can hear it. Follow IG của tao đẹp chầm nguyên baby. Má chồng mấy cái quảng cáo đó kìa. Ái lâu rồi. Shout out. Ủa, đây là cửa hàng Line Fan, cái cửa hàng này nổi ở New York này mọi người. Có cái con biểu tượng của Kakao Talk, một cái app mạng xã hội của Hàn Quốc thì phải, ở trong này. Oh. Oh, oh, oh. Oh, this one. Đây này, cái con gấu bự trà bá này mọi người. Ui, còn một con gấu bông này, cute thế không ạ? À? Không cute bằng thằng này. Bệ ngồi này thì rất là nổi tiếng thì phải. Bệ ngồi này rất truyền thống ở Times Square NYC, chỗ quảng trường thời đại này. Đây là cái bệ trước mặt mình đây. Rất là nhiều người đứng trên đấy chụp ảnh các kiểu, check in sang chảnh các thứ. Có mấy ông hay ra đây nhảy, là mấy ông ấy sẽ đòi chụp ảnh cùng đấy. Các ông thấy cái ông đằng sau mình không? Chụp ảnh cùng xong mấy ông ấy xin tầm 20 đồng tiền trắng miệng. Mà không trả và là không được. Bọn tao chụp ảnh của mày miễn phí đâu. Cay vai lúa thế. Tôi vừa bị lừa mất 10 đô xong. Cân bạn cay tật. Ở trước mặt tôi đang một cái xe buýt gọi là Weed World Candies.com. Legalize and industrialize. Có vị gelato. Bây giờ thì trải nghiệm xong. Uầy, có kẹo chupa chup nữa này. Oh, Granddaddy Book, Platinum Girl Scout Cookie, Gelato. Có vị gelato. Bây giờ thì trải nghiệm xong Times Square NYC rồi. Bây giờ bọn mình đi tàu về chỗ đầu kia để đi net, trải nghiệm net ở Mỹ, xem đi chơi điện tử ở Mỹ nó như nào. Net đấy không ạ? Nhưng mà không có máy à? Không có máy à? Không, thêm nước sạch. Thi đấu game gì? Mario à, vãi mua thật. Này, thằng nào solo ra solo giỏi nhất, bước vào solo tao nhá. 3 triệu bán. Net đây người ta đang thi đấu Super Smash Bros nên là hết mẹ máy gốc ạ. Tiệm net này khá là bé, tôi vừa hỏi. Net này mắc lắm. Mắc vãi lâu. Thì giá ở đây là giá một ngày, day pass là 20 đồng. 20 đồng chơi unlimited. Tức là tất cả các loại máy ở trong kia. Còn một tháng membership là 75 đồng. Thích vào lúc nào cũng được, chơi cái gì cũng được. Nhưng mà với cái tình trạng như này thì 20-75 đồng cũng không có máy mà chơi. Tại ở đây đông, bình thường có. Cho chơi ấy. Có. Hôm nay là tổ chức giải thì không có. Mà không có máy chắc là phải di chuyển thôi. Tính ra chỗ này rẻ chứ. Ngày xưa tôi đi net ở Cali hình như là 7 đô một giờ hay sao ấy. À máy cấu hình thì mày thua máy tôi. Máy lâu. Nhưng mà
nhưng mà đi cả ngày, tôi đi từ 10 giờ sáng đến bây giờ là khoảng 11 giờ tối. 5 cục pin GoPro hết sạch được không ạ? Nên là chắc không quay được, quá ăn lòng. Thôi thì ăn xong bọn tôi về nghỉ ngơi, sáng mai đi tiếp, mai đi. Đây người về các à không, do đi đây là người New York các kiểu. Em ạ, mai anh em gặp lại nhá. Bây giờ tôi ăn cái tôi về đây. Ok, quay ăn lòng đi, anh thích ăn lòng mà. Ấy, đẹp mà cái mặt nó dính ở đây nè anh em. Đẹp mà hay là màn hình tôi chỉ hiện mới hiện vậy? Đẹp mà màn hình trên màn hình tôi đẹp mà thấy cái mặt nó dính ở đây luôn này. Phải luôn. Kiểu cái hình bóng của nó ấy. Đấy, mà ông nội đấy. Hello mọi người. Dậy phải qua đón nó. Là ngày thứ 3, lạnh vãi lùa. Qua đi ăn về không? Bọn tôi ngủ luôn. Buồn ngủ quá không ạ? Qua thì GoPro còn 5 cục pin hết mẹ cả năm. Không quay được cái gì. Và hôm nay bọn tôi sẽ đi khám phá một phần khá thú vị của New York. Đi sang chỗ Soho. Soho là một nơi tập hợp các cái nhãn hàng thời trang của nhiều brand trên. Quay tính ra cái dây điện, cái đường dây điện này nó cũng xem với lại chỗ nó đang sống đó nhỉ. Thế giới đó, những cái brand rất là nổi. Quay thương anh này phải liền ngồi trong bó cẩn đấy. Tôi đã bảo rồi, đừng có cho thằng này ngồi ghế sau. Một cái mông của nó là bằng hai cái mông người ta rồi. Mặt cam chịu vậy liền thề. Fit check, Hoàng Cẩm Ly, fit check. Fit check nha, áo prick. Nói bằng tiếng Việt nha. Áo prick này. Bao tiền? $200 nha. 200. Rồi. Puffer Nike. Nike Puffer, bao nhiêu? $200 ạ. 4 lớp, tiếp. What? Quả 4 lớp. Quả quần em ship được $30. Quả quần nào? Giày gì đó, oh my god, what are those? Nike, nó đến. Bao tiền? Tuyết rồi, $200 ạ. Rồi, túi. À, a white. Bao tiền? $400, $500, $1,000. Cái gì đây? Đây là mày không hết cơ hội để yêu Ly rồi. Túi gì đây? À chết, quên. Ly mặc bộ đồ đẹp mà bằng đẹp mà 3-4 tháng lương của mấy ông là thứ gì chịu nổi. Prada. Bao tiền? Em không nhớ này mua giá mất rồi. Oh shit, phải lìn rồi, hơn nghìn. Mình nhớ trời ơi. Chào lại anh Hiếu. Ok, Hiếu Lê Jewelry, let's go. Đẹp mà cũng phải 1,500. Đâu, đến lượt thằng này. Người ta đang nói vui thế, đẹp mà có mấy ông bảo có bồ rồi mà. What the fuck? You guys nói là xem tần số, man. Fit check. Maho Milan. Rotec, Uniqlo, chụp quần Carhartt. Lopes. 109. Giày là sốc thật sự đấy. Meissen Majer 205. 205 á? 205 hay 2005? 205 à? Không, 2005. 2005. Oh shit. 2005. Ồ. Oh. À. Cái gì đây? Đi học. Tôi đi học. ăn tiền lại qua mắt kính đây này. Ăn tiền lại qua mắt kính đây này. Mắt kính thầy ổ nếp. Đâu đó xương xương khoảng 30-40 triệu. Vô giá luôn. Quên quả kính rồi. Kính. Kính cơm hơn 1,000. Đi mà ra gì quá nhở. Mẹ chắc là trông mình là phèn nhất ở đây rồi. Áo khoác bà lên bà già 100,000 chợ Đồng Xuân. Áo hoodie bà lên bà già 200,000 là 3 lốp chợ Đồng Xuân. Dior đều nốt 2 lốp nữa 5 lốp. Bữa hôm nó khoe tôi nó mới mua cái túi này 45 củ mà. Đẹp mà tôi còn nhớ nó ngồi bên ghế sofa anh đổ nó khoe tôi cơ. Quần Baxton 90 đồng. Giày Balenci cỡ khoảng 5 lốp nữa 1 triệu. Vòng chrome hết. Oh, đẹp mà cái này cũng phải 60, ba món này cũng phải 60.
fake note. Khuyên tai chôm hết, khuyên tai chôm hết. Đẹp mà, ui, đẹp mà nói chung là cái phụ kiện nó thôi là đã 100 triệu mẹ rồi. Xin chúc một cái. Đâu đến rồi. Let's go. Trời lạnh vãi đái không ạ? Trời hôm nay New York lại còn nắng gắt nữa. Tàu này sẽ di chuyển ra cái chỗ tượng nữ thần tự do ở giữa sông Hudson. Thì chắc di chuyển sang đấy sẽ phải mất khoảng tầm 15-20 phút. Sau đấy thì chúng ta sẽ được chứng kiến dân tự do ở một khoảng cách gần hơn. Bên này chính là phố tài chính đấy, phố buôn các kiểu đấy. Sau khi đi tham quan tượng nữ thần tự do, tượng nữ thần tự do nhưng mà bị nhốt ở New York cũng hơi lâu rồi đấy. Sau xong thì mình sẽ đi bộ ra đấy để quay. Gió lạnh vãi không ạ. Ôi. Đấy, các bạn có thể cảnh ở New York từ giữa sông Hudson đây. Wow. Ở đây có rất nhiều chim đúng không ạ? Nhà chim ở đây không sợ người. Em ơi. Ui. Em ăn kinh vậy em ơi. Wow, 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 wow. Phải lùa thật. Wow, 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 wow. Tôi vừa cập bến tàu ra tượng nữ thần tự do. Thì ở đây ra tượng nữ thần tự do có tất cả chuyến tàu liên tục, cứ nửa tiếng một lần, nửa tiếng một lần. Chỗ tượng nữ thần tự do này thì người ta không có hướng dẫn viên bằng người, nhưng mà người ta có hướng dẫn viên bằng công nghệ. Đây là các cái máy ghi âm mà người dân ở đây người ta kiểu ghi âm sẵn lại rồi. Và nếu các cái du khách nào mà có nhu cầu nghe kiểu chỉ dẫn hay là giải thích thì sẽ phải đăng ký mượn một bộ. Bọn tôi đang đứng ở ngay phía sau của nữ thần tự do. Wow. Đây. Ở đây ở trên tượng này thì có hệ thống thang bộ. Nếu mà du khách nào thích thì có thể. Tính ra tượng nữ thần tự do là có một cái nhân vật mà gọi là được đóng trong nhiều bộ phim nhất. Nó cũng phải là đâu đó khoảng hơn 1000 bộ phim rồi. Trèo lên được. Ở ngoài này thì có rất là nhiều mấy cái kính thiên văn để cho các mọi người nhìn về thành phố. Thấy gì không? Giống kiểu bị cận. Nhìn được không? Đừng bao giờ đút cái mắt vô cái này, lừa lắm. Đi con. Thấy mà, thấy gió mà. Thấy gì không? Turn ở đâu nhở? Em, cái gì vậy ta? Mẹ mày New York đấy còn gì nữa? Đéo đẹp vào mặt tôi. Ủa có được leo lên đây không ta? Xin giới thiệu gặp mọi người tượng nữ thần tự do của New York. Thì tượng nữ thần tự do này thì được khánh thành vào ngày 28 tháng 10 năm 1886 bởi nhà thiết kế người Pháp Federico Auguste Mazzoni. Cái khung kim loại ở trong cái tượng này thì được mới sạch wiki xong đúng không? Đi. Xây dựng bởi Gustave Eiffel, một kiến trúc sư sáng lập ra tháp Eiffel cũng như là rất là nhiều công trình khác trên thế giới. Xây dựng của ví dụ một số công trình xem nào. Ví dụ đấy. Này sạch kiểu qua loa, sạch không kỹ rồi. Như là đặt cái tượng này ở đây này thì người dân New York ở thế kỷ 19 rất là hưởng ứng. Tại vì thống kê cho thấy là có 9 triệu người từ khắp tất cả các nơi trên thế giới đổ đến New York trong thế kỷ 19. Và họ đều muốn tìm cơ hội việc làm cũng như là sự tự do. Cầu Hàm Rồng. Và khi mà người ta đi thuyền đến cái chỗ này để cập bến, để nhập cảnh vào Mỹ, thì cái bức tượng này chính là cái bức tượng đầu tiên mà họ thấy khi mà cập bến ở đây. Ở đây các bạn thấy ở đằng sau mình là chỗ vào để vào trong nữ thần tự do lên trên. Thì mình mới tìm hiểu là nếu mà thích thì các bạn vẫn có thể đi lên trên tiếp ở trên đỉnh từ chỗ vương miện của tượng nữ thần tự do được. Nhưng mà mấy cái vé này thì thực ra nó không đắt nhưng mà phải đặt trước rất là lâu. Cái vé main entrance bình thường của mình đúng không? Thì chỉ bán ở những cái chỗ thấp thấp như kiểu dưới đây thôi.
còn có hai loại vé, một là pedestal access, tôi lên được cái tầm chân. Tầm mình đang muốn mua. Tầm của tận tượng, những tầng tự do. Không muốn mua cho anh em trải nghiệm, không mua cho anh em xem. Là lên tận đỉnh luôn. Mình cũng định mua để vào trong tượng những tầng tự do ở đấy nhưng mà... À thôi. Người ta bảo cái này phải đặt trước từ lâu. Nên là thôi chắc nó chỉ... Có ai đi đéo đâu. Đi anh quanh rồi thôi. Chứ không vào trong được. Không muốn mua thì đây nói bên tí. Trái thì có 5 bức tượng. Như là... Tên của 5 vị... thiết kế nên tượng nữ thần tự do đây, Frederick Auguste Bartholdi đây, ông này đây, còn đây là ông này tên là La Bouillère, đây là Eiffel, Pulitzer với cả Lazarus. Thì cái chân của tượng nữ thần tự do thực ra bà không đứng im một chỗ đâu mà bà hơi nhếch về phía trước. Thì cái này là biểu tượng cho việc là luôn luôn tiến đến tương lai. Hả? Ôi thôi, tự do là di chuyển được hả? Thank you. Đây là những cái máy ảnh. Đây các bạn thấy mọi người đang chụp ảnh không? Hóa ra là đến đây nếu chụp ảnh sẽ được lưu lên trên cái tài liệu kia không ạ? Rồi tôi chụp thử xem được. Chọn quốc gia mà bạn đến tôi lại đến mất thêm 10 đô Nam. Rồi. Yes, sir. Chụp cái đã các bạn ơi. Chụp ảnh cái đó, lưu niệm cái cho người dân Nam Châu nhỉ? Trời ơi sao xấu vậy mà. Không phải cái này đâu ạ. What? Đâu? Ảnh của tôi là lên trên này không ạ? Đấy, các ông thấy không? Mọi người là khắp nơi từ trên thế giới, từ các nước khắp nhau đến luôn. Đấy, tất cả ghép vào thành một cái kiểu ảnh tự do lớn này. Đây là ngọn đuốc cũ. Thì ngày xưa là các du khách là từng lên được cả cái vị trí của ngọn đuốc để ngắm cảnh cơ, nhưng mà ngày xưa đợt năm 1913 thì phải là có một cái gián điệp, một tên gián điệp người Đức thế là cho nổ một cái cây cầu ở gần đây, thế là cũng làm hỏng luôn cả cái đuốc cũ, thì sau này người ta bê cái đuốc cũ về đây xong người ta trùng tu lại cái đuốc mới. Từ cái ngày mà vụ tấn công nó được diễn ra thì cục du lịch ở đây không cho người dân người ta lên cái vị trí ngọn đuốc nữa, mà chỉ đứng cao nhất là ở vương miện của bà nữ thần tự do thôi. Bây giờ bọn tôi sẽ đi tàu để quay trở về lại đất liền. Ủa, có tìm hiểu là được rồi. Người dân người ta ném xu xuống đây để cầu may à? Đúng không? Quay lượm đống này xong rồi cũng giàu phết đấy chứ nhỉ? Trúng cái gì? Trúng cái kia á? Trúng mà may mắn à? Đâu, có đâu xu không cho anh cái coi. Để mà phay ít lại mọi người này. Anh phải cắt gió dùng các thứ à? Hướng 30 đông bắc à? Lực 60 này. Người ta ném là người ta phải ném thế này. Đấy, cái độ nảy của đồng xu không có cao. Ném thế này. Nào mắt mình rất là trội rồi. Lửa cái may mắn đi rồi. Thế này nếu mà ném trúng có may mắn thì ném trước có bị xui xẻo không? Lửa cái may. Chờ rồi mình phải redeem lại. Phải nhìn kỹ này. Cái bạn gió mạnh quá. Ê ha, cao đủ tiết đâu. Không, không ra. Mấy đấy, đang hơi run. Yo, let me redeem myself. Ê, còn xu không? Để anh redeem cả. Hai quarter nữa. Ê, mà chắc ông kêu phải tốn 100 đô với thằng này mất. Tàu đến rồi. Ừ. Go! Oh, no! Ain't no Kobe Bryant in the building, RIP to Kobe. Man. Mẹ ném 4 trượt 3. Em giờ lại giảm sút thật. Được cứu rồi. Hello. Thanks for saving us, we're freezing. God. What? Yeah, it's so cold out there.
drive safe. Ua. Đang đứng giữa khu tài chính không ạ? Nhưng mà trước khi đi quay ở đây thì tôi phải đi ăn đã. Bọn tôi sắp chết đói rồi. Tôi chắc là sẽ đi ăn mì cho ấm. Không còn năng lượng tí, không đi đâu cũng mất. Yo! Sao qua Mỹ không ăn crawfish? Oh, this is this a tonkatsu? Oh, the signature. Signature. Oh, signature. I have the signature. Thank you. Ua, trông ngon vãi. Ôi, trông ngon ấy, ramen à? Cái của em thì khác thì cái của anh đâu? Đây. Đây, look at that. Cơm gà với cả chuối. Chuối á? Chuối chiên á? Là cái đây, chuối đây. Ủa, tí này cẩu mấy miếng mới được. Trông của Lân ngon quá. Thử anh, thử miếng gà. Ngon ghê. Ủa cái này hay phết, mùi garlic. Nhưng mà thường thường mấy cái nước của miso, mì của Nhật này nó hơi béo béo đấy. Đúng không? Đặc. Ừ, nó cứ đặc đặc á. Ừ, ấm đấy. Ngon phết. Nhưng mà anh thích mặn hơn. Bây giờ bọn tôi di chuyển ra khu vực trung tâm của khu tài chính. Trời bắt đầu bây giờ hơi hơi tối rồi nhưng mà không sao. Ở đây con trâu vàng được tượng trưng cho sự phồn vinh của tài chính, phát triển của kinh tế, với phố Wall là dãy phố bao gồm những cái trụ sở đầu tàu đầu ngành về tài chính, không chỉ ở nước Mỹ mà trên toàn thế giới. Ví dụ như Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York hay là Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Các bạn thấy rất là đông người chụp ảnh ở đây. Theo truyền thống của New York. Mềm, tôi vừa thấy ông kia tụt quần đúng không? Quán New York. Các bạn thấy rất là đông người chụp ảnh ở đây. What the fuck? Theo truyền thống của New York thì chụp ảnh với trâu không nên sờ vào đầu. Mà thực chất là đây các bạn thấy một cái hàng dài đang xếp bên này không? Why? Chúng ta phải sờ vào dái. Sờ vào dái thì mới lấy hên được. Chờ các bạn ơi, mình nhầm rồi. Đây là con bò chứ không phải con trâu. À, sờ vào dái để dễ cua gái gì. Đi, mẹ. Lướt đi trước mặt thì nhìn thấy con bò này có hai cái sừng. Trông giống xỉu đầu trâu quá nên mình tưởng là con trâu. Em khổ. Cuối cùng thì mình đến tòa tháp đôi ở hướng Nam. Có hai tòa, một là tòa Bắc và hai là tòa Nam. Thì hai tòa này là hai trong những cái tòa nhà mà cao nhất thế giới. Thì ở đây các bạn thấy là một trong hai bể bơi. Đây là bể bơi, đây là cái hồ bơi. Gọi là hồ bơi là pool, nhưng mà không phải là hồ bơi thật. Ở phía Nam của tòa nhà, còn đây là tòa nhà hướng Nam. Thì vào ngày 1 tháng 9 khi mà trường phái giáo hồi cực đoan dẫn dắt bởi Osama Bin Laden, 19 tên khủng bố. Cái gì cũng biết, am hiểu phết đấy. Đã lên các cái chuyến bay số hiệu 11 của hãng không American Airlines đâm trước vào tòa phía Bắc. Và sau đó là số hiệu chuyến bay 175 của hãng United Airlines đâm vào tòa phía Nam chỉ tầm mấy chục phút sau ấy. Đấy. Và trong cái sự kiện 1 tháng 9 này, kiện đáng quên này, thì có gần 3.000 nạn nhân, chính xác hơn là 2.996 nạn nhân đã thiệt mạng. Và các bạn thấy là ở trên những cái tấm, những cái thành của cái hồ này, nó có khắc tên tất cả những người mà đã thiệt mạng vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trước đây mình đã đến một lần rồi. Ngày ba mình còn dạy mình là đến đây là một nơi rất là linh thiêng. Ở đây là không được cười. Mặt là phải kiểu không được có cảm xúc thái quá. Tại vì những người đến đây là nơi tưởng niệm của những người đã thiệt mạng. Nên là mình phải bày tỏ sự tôn trọng cũng như là lòng kính thành đối với những nạn nhân xấu số. Ui, ông ơi, tôi nhìn trên đường một con mèo Matit ạ. Ui, lần đầu tiên thấy một con mèo xe đẹp bẻ hai cửa mà. Điệp mẹ, giống chiếc xe tôi gặp ở freeway mà nó lật ngửa quá vậy ta.
happy thì là đỉnh cao ấy. Trải nghiệm xong khu phố tài chính của New York rồi thì bọn tôi di chuyển xuống Soho, một kinh đô thời trang của New York, nơi tụ tập rất nhiều các mặt hàng thời trang hypebeast của giới trẻ. Có những cái brand chỉ có những cái shop ở mỗi chỗ Soho này mà không phải nơi nào khác. Một đặc điểm của Soho ở đây là đây, các bạn thấy không? Bên trái tôi là đường cưỡi ngựa. Người dân ở đây ngày xưa người ta cưỡi ngựa xong rồi thì sau này vẫn giữ nguyên kiến trúc của cái đường, người ta không sửa lại. Những thứ ở đây là giống như kiểu phố cổ ở Hà Nội ấy. Ở bên phải tôi là một tòa nhà, một thương hiệu rất quen thuộc, Nike. Nhưng mà đây khác là Nike, đây là store có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tầng. Cả đời tôi chưa thấy cái store Nike nào to như ở đây không ạ. Nike bánh tầng luôn. Luôn vui tươi. Supreme, LV. Chưa có chỗ nào cho chúng tôi vào không ạ? Ui, đây là store bếp không ạ? OVO ạ. OVO đâu? À đúng rồi, bếp OVO. Sau khi vào các cái cửa hàng thời trang không được thì bọn tôi quyết định chuyển sang đi tham quan bảo tàng kem ở New York. Nhưng mà vé ở đây để vào xem không được bán ở cửa, bọn tôi phải lên mạng đặt thì mới được. Vào bảo tàng này còn được người ta làm cho hot cocoa nữa không ạ? Miễn phí luôn. Ui, ngon vết, ngọt vãi. Hãy nói cho anh biết đó là cái gì không? Trông ngon quá lâu nhưng mà đếm biết là cái gì cả. Cửa hàng Bing Chilling à? Cá cao á. Cá cao sao lại mà hồng nhỉ? Người đầu là thú lái tàu. Chụp ảnh đây, chụp ảnh. Đẹp vãi luôn. Ui. Làm một gậy phát lạc trôi mẹ luôn. Ui. Khu du jeep này. Giáo sang ngọc chung của trên giải cua đấu Bing Chilling, cua hần chiêu ạ, à. Bing Chilling. Ui các bạn ơi, đây là chỗ mà thoát ở đây ạ. À. Muốn đi ra khỏi tòa nhà không... Ê! Chị ơi đừng có cho thằng này vào kẹt đấy, mà gỡ đéo ra đâu. Tòa nhà là phải dừng hoạt động đấy. Đi cửa được mà phải trượt xuống. Thank you, sorry, I'll go again. Ôi dài vãi cứt ạ. Bánh gửi đi đây nhỉ. Quẩy lên nào. Lên. Ta đi cấy rau trâu. Lên mờ chạm nước. Lượt rau mặt tô mù. Khi đi mẹ có dặn dò. Cái gì phê quá. Đúng mềm hát bánh mẹ rồi. Không đạt được. Bây giờ bọn tôi trải nghiệm xong bảo tàng kem của New York rồi. Bây giờ bọn tôi sẽ di chuyển để đi ăn. Đi ăn xong tối nay bọn tôi sẽ quay lại quán Net đêm qua xem là hôm nay có máy chưa. Nhưng mà có ai ngồi vào chơi không ạ? Nghĩ tối nay thì bọn tôi sẽ trải nghiệm omakase của Nhật, nhưng mà ở New York. Omakase là gì? Omakase có nghĩa là một cái văn hóa ẩm thực của Nhật, tức là hãy phó mặc. Quán cà phê cosplay à? Tin tưởng cho người đầu bếp. Tức là khi bạn vào đây thì bạn sẽ không gọi món, mà đầu bếp sẽ tự chọn món cho bạn. Trong một cái suất ăn omakase thì có đầu bếp sẽ chọn cho bạn khoảng tầm từ 9 đến 15 món. Wow.
là nhà hàng bọn tôi ăn thử các ông ạ, Mojo. Mình bếp trưởng của bọn tôi. May I ask what's your name? Oh, my name is Eric. Eric, okay. Okay. Bếp trưởng Eric sẽ là người Huệ Đức Phúc phục vụ món của tôi hôm nay. Ui, không biết đang làm món gì nhỉ? The first hook, I use the hamachi, the jalapeno, I use the wasabi and the yuzu kochi. Hamachi. Hamachi à? Hamachi. Đây là cá à? Hamachi. This one had the hamachi, the family. Okay. Thank you. Ủa, đây là cá hamachi không ạ? Biết ăn ngon không? Tôi trộn thịt vừng và ăn thử xem cá hamachi ngon không? Không ngon ấy. Ủa. Ngon vết không ạ? Nhưng mà cảm giác cái miếng thịt này nó không dai ấy. Nó không dai mà nó cũng không mềm, chả hiểu như nó kiểu gì. Mà ăn ngon vết. Hả? Đây món thứ hai như kiểu món cá trích. Ở ngoài hơi cháy một tí. Ở trên thì có hành hay là cái gì đấy. Ngon. Uầy, một tí sốt vậy thôi á. Cá humi của Nhật. Tôi không thích ăn đồ sống lắm nên là ý là không biết ăn nhiều ấy. Không biết ăn nhiều loại là cá sống ấy. Cơm với cá nó có từ đúng không? No. Nigiri. Uầy, kiểu nhìn hai bạn này ăn này. Đồ ăn kiểu để dài gần tới đây rồi, gần tới chỗ ông Đếp rồi. Nhưng mà khi mà Đếp vô ăn phát thì mà đầu bếp mà làm không kịp luôn mà. Kiểu ra dĩa nào mất dĩa đó ấy. Đúng rồi. Mà người ta làm 15 phút ra ăn khoảng 5 giây. Ừ. Tan mẹ ông miệng luôn. Tô bà. Ngon nhất luôn. Wow, mọi người bảo là ngon nhất. Nhưng mà không biết là ngon nhất ở đây từ trước giờ thành công. Ngon thật. Ngon đã lắm. Mùi mù đạt hơi cay tí mà ngon dã man. Lườn cá ngừ không ạ? Có thể là bằng tay không? Ngon không? Akame chuki. 22. Cá ngừ mà nó mềm như kiểu miếng cà chua ấy. Mềm nhũn luôn ạ. Ngon mà em. Quay hàng này nó có mấy cái từ ngữ mà diễn tả đồ ăn đẹp mà. Nói chung là nghe nó đẹp mà. Nghe nó giống như. Như nghe ấy nhỉ. Chả biết được mà cãi nhau với thằng này kiểu gì. Quả bò hoa gu trong truyền thuyết không ạ? Câu nhìn màu này. Đẹp dã man thề. Nếu bé giờ chưa ăn miếng thịt bò nào đẹp như này. Mới chỉ xem trên YouTube hôm nay mới được ăn thật ngoài đời. Bò hoa gu này non không rồi. Người ta đã dùng cái khò người ta đốt ở bên ngoài. Uầy. Ăn sống sống gì mới ngon. Có vẻ như kiểu miếng pate. Mới mềm được. Đốt tiếp luôn cả pate. Rồi cái lớp thịt bò với cả cơm thì nó còn một lớp rong biển nữa không ạ? Món này cầu kỳ vậy, 7 bước à. Có món chính. Thằng Đẹp chắc nó all in one rồi. Bỏ nguyên miếng vào mồm. Bò chúng ta chạy bò Wagyu 2021 MVP Wagyu. Thank you. Wagyu beef with the pork. Đầu tiên là ăn bò A5. Ok.
Ủa. Bò mềm vãi lùa đúng không? chưa bao giờ ăn một loại thịt bò nào mà nó nhiều như thạch ấy. Nó mỡ mà nó ngon mà nó ngọt như kem không ạ? What the fuck? Mày cứ miếng bò này là thạch là kem anh em ạ. À. Nó đây là phải là làm từ thịt. Uầy. Món này là món lươn á, mọi người ạ, món lươn. Em sẽ ăn anh Độ ơi. Uầy, anh ngon đấy. Uầy, bao giờ vừa ăn xong không ạ? Bữa rồi ngon mà hơi chát, 4 người hết tầm 470 đồng. Bây giờ bọn tôi sẽ về quán nét hôm qua để xem món này có máy không. Đến quán nét rồi không ạ? Lại về quán nét rồi. Hôm nay không có giải nên trông có vẻ vắng hôm qua nhiều. Bây giờ có máy không? Uầy. Máy ở đây dùng ghế Secret Lab Titan Evo luôn không ạ? Đắt thật. Có ông kia chơi Sego này. i7 8700K 16GB. Cả đồ họa GTX 1080. Máy yếu phải luôn. Ngày xưa mày bảo là nó có tính tiền 1 giờ đúng không? Là bao tiền? 5 đô 1 giờ. Nhưng mà bây giờ nó hủy rồi. Bây giờ nó chỉ có cho các ông chơi 20 đô một ngày tẹt ga thôi, chứ không được mua theo giờ nữa. Thế mà coi như là bọn tôi trả 20 đô để chơi đúng một tiếng rưỡi từ bây giờ 12 giờ. Ở đây kia dùng bàn phím chuột với cả pad chuột HyperX. Tai nghe cũng được. Không biết ở đâu. Thế nào quả? Thì bà ông nào đi dây đấy. Ông nào đi dây cái tiệm nét này đấy. Thuê ngay kiến trúc sư gọi là ông chùm đi dây người Yên Lãng qua liền. Ông đi qua dây thì mà trông giống mạng nhện phải không? Cơ này số ít hơi lởm. Ủa không ạ, tôi vẫn còn nick lở Mỹ của tôi. Danh lại còn 31. Không hiểu ai chơi. Bờ tôi với cả em Lân của tôi, fan của tôi. Từ thời Twitch TV solo ra xua. Rồi lên sân bro vui. Lên sân bro vui đã, bình tĩnh các cháu ơi. Bình tĩnh thế nào. Thì tôi cho các bạn xem. Bạn hốt. Vote số 1, vote cho đẹp, vote số 2, vote cho tôi nhá. Số 1 vote cho tôi, số 1 vote cho nó. Còn số 2 vote cho tôi nhá. Ôi thật chết rồi. Ôi giời ơi, đít cân mạng. Quên mẹ mất ạ, đáng định chơi bẩn tí. Tay còn đổi spell được không? Sao? Ôi vẫn kịp. Mày chết mẹ tao. Chết rồi, ông này có skin, vãi lồn. Sức này. Đẹp mà. Không đà máy nhé, không đà máy nhé các bạn ơi, không đà máy nữa. Cái hút này hơi to, cái hút to sẽ giảm gọi như là tầm nhìn kỹ năng các bạn. Đối thủ ấy, ôi ôi ôi, thông thạo năm thì mấy à? Ôi mấy à mà né, tôi có gọi là Picasso chứ nè. Tướng. Mày chết rồi. Ui rồi ôi đẹp quá em ơi. Ui lé liền. À, như nào? Như vừa. Mày chết rồi con ơi. Mày chạy đâu? Ui trời ơi. Tuổi. Nói thế cho nhanh. Bờ đánh con Lee Sin này. Điệp mà mới quen người ta đã chửi người ta tuổi lồn rồi. Điệp mà vãi lồn. Biết anh Lee Sin không? Chưa đánh bao giờ. À thế thôi, thế lại đánh nhắc này không? Xanh chín đánh ra xua tiếp cũng được. Lee Sin đúng không? Đợi tí bí kíp thắng bạn à. Lee Sin OBGGBS. Chung ở trên này nó có dạy các bạn các cái kiểu gọi là cơ bản. Để tôi cho các bạn xem đây, lật xem lần nữa. Khi các bạn search cái cụm từ Dev Nguyễn Lee Sin ở trên YouTube này. Đấy, các bạn thấy clip 1,1 triệu view. Đây, nhìn nhỉ. Mày nhìn hồi trẻ anh đánh. Úi giời ơi, mày à, hết nước chấm chưa? Mù mắt chưa? Mày mù mắt ngay chứ còn gì nữa. Đây mọi người, đẹp dạy các bạn kỹ năng cơ bản cho solo nhá. Này. Bạn thấy chưa? Ngày xưa ngay cả những người anh như kiểu Doanh Duy Cầu Giấy hay là anh Khánh ở đâu nhỉ? Khánh Bắc Ninh đúng rồi, cũng phải học cái con Lee Sin của tôi, solo phải kiếm dài 3 bình máu. Đấy các bạn nhìn như khiên Doran kia, nhìn là biết là rau dưa rồi. Nhìn là biết thua rồi. Game thủ này hơi lôm côm rồi. À đây. Khi mà solo đầu đố các bạn biết là tăng nên tăng gì.
Đúng rồi đấy. Ừ, đau chưa? Hàng bán nhiều máu chưa? Ủa, sao nó 500 máu chưa? What the fuck? Ngày em chơi khiên Doran kìa. Ngày chơi phòng thủ á không ạ? Tất nhiên là đi về. Thực ra mình về không phải để hồi máu, mà để dẫn kiểu đoàn quân của mình ra trận thôi. Dẫn lính. Let's go baby. À gọi là chen lính nha. Ừ. Đồ má tao dậy mệt rồi. Iowa Star là right here bro. What you want to see? Iowa Star. Where you from? Philadelphia. Từ từ đợi tí đi, đừng đánh grip vội. Bình tĩnh rồi, vội đấy. Nhà đâu vội đấy. À nhìn này, hiểu chưa? Pham cứ pham bình tĩnh thôi. Nó phòng thủ thì là việc của nó. Yes sir. Ôi ơi ơi. Đấy. Dậm phát thôi biết thua rồi. Ôi ơi ơi. Beautiful luôn, một đàn lính. Hay á. Bú rồi. Thịt bè, cầm nó ra nó muốn cho. Ôi ơi, anh vẫn còn sống nhăn răng. Ôi ơi, làm gì đấy. Bình tĩnh nào chú em. Tôi giả vờ nhà tí thôi các bạn, giả vờ nhà tí thôi. Vờ nhà tí thôi. Đấy, hiểu chưa. Ôi ôi, tặng đúp thế này thì chết rồi. Tặng đúp này, ôi con mẹ, ăn xong trúng nhờ. À, hết rồi các bạn. Ôi, thế này, còn ăn cứ thôi. Nhà đó. Ôi ôi ôi. Các bạn thấy tôi bình tĩnh không? Bình tĩnh vãi hồn. Không có gì ở Benic cả, Ôi, chết rồi. Ôi. Khổ quá, cái này nó W chậm. Con mẹ làm cái nút này đúng gà luôn rồi tôi. Trận thứ hai thôi. Các bạn, thực ra tôi cố tình thua tại vì tôi chơi game dưới góc độ của một người sáng tạo nội dung cũng như là tổ chức giải đấu thôi. Đánh thì nên đánh đến trận thứ 3 để cho nó kịch tính. Chứ còn nói thật với mọi người là đánh thì đánh bo ba, đánh 2 trận 2-0 thì chán lắm. Lại khiên đô ra lại thề. Chơi đúng bẩn luôn thôi. Bây giờ mình kiểu thấy người ta chơi bẩn nên mình cũng kiểu chơi theo cho công bằng. Không mắc công lại bảo là đổi tại đồ ấy. Ôi trời ơi, thực ra tôi thấy rằng em tôi thua quá, kiểu cố tình thua tí. Ôi giời ơi, Thanh với Trần Lịch. Ok. Được nhá, đợi tí. Ôi, làm gì đấy? Ôi, cái gì đấy? Mày, ok, sao đóng nội năng? Ok. Thề đợi mãi nội năng nó không lên luôn ạ. À. Bực thế. I'm at an internet cafe right now. Ôi trời ơi, sợ liền. So like, that's what I'm saying, so I'm gaming out here right now. Yeah, like you saw this go around and... Ê, đau thế. Ôi à. Yeah, from some beach, yeah. Thế mà nó đèo đéo bút lên nhờ. Ai à? Ôi đi con. Ôi trời ơi. Điệp mẹ mà khoe ra khách đấu. Đẹp quá. Nếu nào ta cố tình nhả cho em vui thật không? Tại vì anh biết hôm nay em là lên New York chơi với anh, kiểu em hâm mộ anh từ lâu rồi. Đúng rồi, anh nhả tí thôi, hiểu không? Mình nên cam ra chỗ bố mẹ ở nhà. Bảo là chùa làm con những Hello mọi người. Qua đi chơi điện tử xong rồi bọn tôi mệt quá. Nó là đi ăn phở, nó là đi ăn phở đấy. Về nhà ngủ, sáng nay mới dậy. Tôi vừa ăn xong. Bây giờ thì tôi chuẩn bị đồ, chuẩn bị ra sân bay đi đến điểm đỗ tiếp theo của tôi, đó là Dallas, Texas. Trong suốt mấy ngày vừa qua mình đã được trải nghiệm rất là nhiều thứ ở New York và mình rất là vui. Cảm ơn hai con người tuyệt vời này. Cảm ơn em Lân Nguyễn, fan Talk TV của tôi. Cảm ơn tour guide Hoàng Cẩm Ly. Thank you guys for giving me a good time. Thôi chắc là bây giờ mình ra sân bay đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những thước phim tiếp theo ở Texas. See you guys. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Talk TV. Hãy chưa like, subscribe cho mình. Xin một like, subscribe nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Bye bye. Yêu mọi người. Love you guys. Trong đầu Ly bảo là hôm nay bay rồi mà vẫn đẹp mà mình kêu ra ăn phở. Đẹp đéo hiểu kiểu gì. Đẹp hôm nay bay rồi mà mày vẫn kéo ra ăn phở à. Lại phải qua đón. Đẹp. Peace. Màu phắc. Nói chung là vlog 2 tuyệt vời.
từ để bật chế độ hủy diệt lên đã. Vlog sinh động. À không, sinh động này là sai. Miêu tả cách em miêu tả đồ ăn thật là phong phú. 10 điểm.